Chào anh chị nè, em Trần Anh nè, em đang bên rửa xe công nghệ 4.0 của ông anh đây. Trần Anh về con Mazda bản số 49H4373, con này một chủ từ đầu 4 số anh chị nha. Mazda đời 99, sân rin trên con xe còn được 90% đây nè. Sân rin của nó là Trần Anh đang quay giữa cái trời rất là nắng. Đây nè, đang để qua bên công nghệ cho người ta dọn dẹp con xe đây. Đây là form xe nè, Trần Anh đi cho anh chị xem nhé. Vỏ nè, còn được mới 80% mâm đúc nè. Mâm đúc nguyên rin đồ xe, Mazda nó gầm bề nè. Ở trong là không có xíu mục mọt. Form dáng bốn cánh cửa rất là liền lạc, không có dấu hiệu là cấn đụng anh chị nha. À, sân rin nè. Đây là để ở ngoài nó bụi thôi, sân rin nè anh chị. Sân rin là phủ hết con luôn. À, chất xe nè, tắp bi cửa nè, bản đủ nha. Ghế chỉnh điện, quên em xin lỗi. Không phải ghế chỉnh điện, gương chỉnh điện, tắp bi cửa nè. Xe này không có trải qua dịch vụ taxi anh chị nha. Con xe này keo chỉ không mất một phân nào luôn. Bốn cánh đẹp như nhau nha. Đang để cho bên ông anh rửa xe đây. Vô lăng bốn chấu nè. Trang bị túi khí nè. Trên con xe nè. Đó, form dáng sàn là sàn nỉ anh chị nha. Con này sàn nỉ nguyên bản hết nè. Tem nè, nguyên bản nè. Sơn rin trong nách nè, còn nguyên bản đồng sơn rất mỏng nè. Đó anh chị thấy không, đồng sơn nè. Đây nè, cho anh chùi qua cho anh chị coi nè. Mới bóng luôn, sơn rin nó còn rất là nhiều luôn ạ. Chất cửa đóng rất là liền lạc, bốn cánh đẹp như nhau nhé. Phong dáng xe nè, tabi nè. Tabi những cái vân gai nè, nguyên bản luôn. Xe này cam kết với anh chị là không dịch vụ nha, xe chính chủ từ đầu luôn. Mua phát bên em ủy quyền cho anh chị một nốt nhẹt luôn nha. Bánh nè, bốn vỏ mới đẹp lắm, 80 luôn. Gầm ở trong nè, không có một xíu mục ngọt. Đang để cho dọn đây nè. Sàn sân nỉ rất là dơ anh chị thấy không. Keo chỉ trong nách nè. Nguyên bản hết theo xe luôn. Rồi phong dáng nè. Lót sàn đây nè. Đó, loa nguyên bản, nỉ nguyên bản, trần nỉ nè. Trần nỉ nguyên bản hết nguyên riêng theo xe anh chị nhé. Đây nè. Trang bị một cái màn hình tự cụp nhé. Tắp bi cửa nè. Bên phần tắp bi kia nó có một chỗ bị chóc ra nha. Trần Anh đang để đây cho mấy anh em người ta dọn lại cho Trần Anh luôn. Chất xe, form dáng Mazda rất thời thường luôn. Trẻ trung năng động, mang lại nhiều sáng tạo cho anh chị nha. Form dáng chất cửa đây, đóng rồi. Bốn vỏ đẹp lắm. Coi cốp sau rất liền lẹt. Không có dấu hiệu là cứng đục nha. 323 đời 1999. Bản số 49H4373. Xe chính chủ một chủ tư nhân từ đầu nha. Đây ạ. Rất là liền lạc nè anh chị thấy không? Sân rin nè. Sân rin cả con luôn. Đây nè, sân rin nè. Đó sân rin đó. Xe này đẹp lắm anh chị ạ. Chỗ có chỗ này nè, nó hơi bị rách một chút nè. Chưa đi bọc nè. Cái này để Trần Anh cũng cho mấy anh em người ta bọc lại luôn nha. Keo chỉ trong nách nè. Không mất một phân nào luôn. Anh chị mà đam mê dòng Mazda thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh. Con này là bốn cánh chỉnh điện toàn diện cho lực lái rất là nhẹ nhàng anh chị nha. Đó là form dáng con Mazda 323 mà Trần Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị á. Bốn vỏ đường mới 80%. Mâm đúc nguyên bản cho xe gầm bề ở trong mà không có xíu mục mọt anh chị. Người ta phủ nano chống mục gầm hết toàn diện rồi. Trần Anh để con xe đây để cho mấy anh em dọn lại, Trần Anh đưa qua salon. Đó chị thấy bốn cánh cửa rất là liền lạc. Con này em bao luôn nha, không cứng đụng nha anh chị nha. Không cứng đụng, không dịch vụ nha. Bốn vỏ đẹp như nhau. Mới 80% mâm đúc nguyên bản theo xe đây. Trần Anh vô Trần Anh test phần máy cho anh chị xem ạ. Con này đăng kiểm tháng 10 năm 2019. Là form dáng con Mazda đó. Rất là nhỏ gọn, đây là những cái sóng gân còn nguyên bản theo xe luôn. Và thời gian 5 tháng không có dấu hiệu là cứng đụng đây nè. Rất là liền lạc anh chị thấy, nắp capo không có xíu lỗi nha. Con này Trần Anh bao nha. Đầu đít bốn cánh cửa bao lỗi, không lỗi anh chị nha. Đây ạ. Đây nè. Rất là liền lạc anh chị thấy không ạ? Em vô em test phần máy cho anh chị coi. Trần Anh về rất là nhiều mẫu xe cập nhật đến với tay người tiêu dùng anh chị nha. Em ơi. Chìa khóa xe Mazda đâu em? Chị ơi, chìa khóa Mazda đâu rồi? Mazda. Nhà Trần Anh ui chà. Đây nè, Trần Anh cũng đang đưa con Nubira tới cho bên công nghệ 4.0 người ta xử lý đây. Đang cho tỉ lửa toàn diện con xe nhé.
là con xe này. Rất là nhiều xe đã được đưa tới đây để làm đẹp nha. Hôm nay là làm đẹp con Nubira bản số 79A21816 đây ạ. Chất xe, form xe rất đẹp. Con này chỉ sau tầm 2 tiếng nữa em nó sẽ trở nên xinh đẹp và lộng lẫy nha. Đó là form xe đây. Tẩy rửa từ máy đến gầm bệ luôn anh chị nha, đây nè. Vừa mới xịt qua nè. Rất là sáng anh chị thấy không? Đó. Kho Everest nè, bên em cũng đang cho dọn luôn nhé. Con này là đời 2009. Đây là con Kho Everest bản số 60S. Con này đời 2009 anh chị nha. Chiếc xe còn rất là đẹp luôn. Có gì? Khóa bánh đe đâu? Trần Anh sẽ đăng chi tiết con xe này cho anh chị xem nhé. Bà chị đang cầm chìa khóa. Em về rất là nhiều xe ạ. Trong cái tháng nắng này Trần Anh sẽ cập nhật về rất là nhiều xe để đến với tay người tiêu dùng luôn. Máy móc nổ thì bao êm anh chị nha. Đây nè, đây là khoang máy nè, chưa được tẩy rửa nha. Con này em đang để đây để cho người ta đi tẩy rửa đây. Đây là khoang máy nè. Khoang máy của Mazda nè, con này xài 1, 2, 3, 4 cái bếp full nha. Con này là dung tích xi lanh làm việc là 1.6. Đưa em chìa khóa em test xe cho khách là chị. Đây nè, anh chị ơi, những sóng lường không? Không có dấu hiệu là cứng đụng luôn. Trụ cột là nguyên bản cho xe nè. Đó, nguyên bản không có một xíu là cứng đụng nha anh chị. Mạc tem nguyên viên cho xe nè. Sóng dằn nè. Xe này là Trường Anh bao cứng đụng, bao gồm nước cho anh chị đến toàn thể tất cả bà con cô bác đó nha anh chị nha. Đây nè, cột kèo của nó nè, chỉ nè, nguyên bản theo xe hết. Nắp capo đây ạ. Trường Anh đang quay ở giữa một cái trời rất là nắng luôn. Em quay xe mà em toát hết cả mồ hôi rồi anh chị ạ. Đó, form xe đó, con Mazda đó. Trường Anh test phần máy cho anh chị xem nhé. Con này trang bị một cái remote lóc cửa mở khóa tự động nè. Đây anh chị thấy không ạ? Đó, em đem test xe cho anh chị xem. Riêng cái chiếc máy đây ạ. Máy nó đề nhẹ nổ nè. Túi khí nè. Đầy đủ hết. Trợ lực lái nè anh chị ạ. Rất là nhẹ nhàng. Con số nguyên bản theo xe nhé. Trang bị một cái màn hình gộp đây. Nhạc nhóm mở là có rồi nè. Đó, phong dáng xe đây, em test phần máy lạnh cho chị nha. AC nè. Máy lạnh nè. Mở máy lạnh là có rồi nè. Máy nổ rất êm. Con này đi được 337.840 km rồi nha. Đây ạ. Đó. Báo tua máy nè. Tua máy rất dậy luôn nè. Trợ lực rất nhẹ. Gương chính điện nè. Đó chị thấy không? Hai bên là gương chính điện hết toàn diện nè. Mua về là sử dụng thôi. Không phải là hay bất cứ một khoản gì nữa đâu ạ. Đây nè, bốn cánh chính điện nè. Rất là mượt mà. Giá hợp túi tiền đến với tay người sử dụng anh chị nha. Sơn rin trên con xe này còn rất nhiều tấp bay cửa những cái vân gai nữa anh chị thấy không? Không có dấu hiệu là heo mòn luôn, tấp lô nè. Tấp lô này không có một xíu khoan đục luôn. Xe còn đẹp lắm. Đó, những cái vân gai ở trên nguyên bản phần tắp lô trên con xe đây. Nhạc nhóm đầy đủ hết, âm thanh có sẵn rồi, mua về anh chị được sử dụng. Em tẩy rửa xong nó như xe mới, kèo cột của nó nè. Đó là nguyên bản hết nha anh chị nha. Đây Trường Anh test phần máy cho anh chị xem nè. Đây à, máy móc đang hoạt động nhé. Xe đang hoạt động, nổ rất là ổn định luôn nè. Máy đang hoạt động nè. Nè, máy nổ rất êm mà không có xíu độ hơi. Anh chị thấy không? Không có một xíu độ hơi luôn nhé. Xe này mua về là anh chị sử dụng thôi. Xe này riêng bên em bao cho anh chị nhé. Bao không cứng đục nhé. Đây nè. Đây là cục Lenco này, xài qua 1, 2, 3 4 cái bếp full nè. 4 buri nè. 1.6. Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Cùng cầu trì nguyên bản của xe đây, máy đang hoạt động anh chị ạ.
Đây chừng anh quay luôn phần cốp sau cho anh chị xem nè. Gầm bề là bao chất nha, không có xíu mục ngọt luôn. Form xe đấy, sơn rin trên con xe này còn rất nhiều luôn. Đây này sơn rin nè, anh chị thấy sơn rin trên con xe không? Sơn rin trong nắp capo nè, còn nguyên bản nguyên con hết. Đây nè, cốp sau nè, đây nè, những cái sóng gân nè, nguyên bản theo xe nè, sơn rin nè, sơn rin trong cốp sau nè, còn nguyên bản theo xe luôn nha anh chị nhá. Trong cốp là keo chỉ nè, không mất một phân luôn đó anh chị thấy không ạ? Đây ạ, không mất một phân chỉ luôn đây nè. Sóng lường hai bên hông nè, nguyên bản hết. Đây cũng vậy nè. Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì? Đây là áo choàng nè. Chủ nhà người ta đã mua một cái áo choàng này, người ta chùm xe rồi. Xe chủ nhà rất là ít sử dụng. Nỉ toàn diện hết nguyên con xe nhá. Tóc sàn nỉ nè. Đây ạ, coi cốp sau nè anh chị coi nè. Mới tinh. Đó anh chị thấy không ạ? Cốp sau đó, người ta sơn phủ hết toàn bộ con xe rồi, chống một gầm cách âm luôn nhá. Vỏ sơ cô là 5 ông đúc luôn, không có một xíu mục mọt anh chị thấy không? Mua về là anh chị cho việc sử dụng thôi. Đó những cái sóng gân còn nguyên bản hết. Đây ạ, đó là form xe con Mazda 323 mà chúng anh muốn giới thiệu toàn thể tất cả anh chị á. Em quay luôn cả cái phần gầm cho anh chị xem nhé. Đó, bên em đang đưa qua công nghệ xử lý 4.0 đây. Rất là nhiều xe của chứ bên em luôn ạ. Đây ạ, chờ anh quay phần gầm cho anh chị xem ạ. Nè gầm xe nè, anh chị coi gầm xe dùm cho Trần Anh nhé. Có xíu mục mọt không nhá. Đó anh chị thấy không ạ? Gầm nè, gầm còn rất chất, không có một xíu mục mọt nha. Con này em bao luôn nha. Gầm là không mục mọt, mọt máy móc là bao cho anh chị chạy. Bao không cứng đục, bao gầm nước cho anh chị nha. Anh chị tới tận nơi anh chị trải nghiệm chiếc xe bên Trường Anh ô tô bán ra nhé. Những anh chị nào mà có xe cũ mà anh chị muốn đổi xe thì cứ alo Trường Anh hoặc là bán cho Trường Anh, cứ alo trực tiếp cho em nhé. Em xuống em sẽ thu mua những cái chiếc xe của anh chị nhé. Em thu mua giá tiền hợp lý để đến với tay người tiêu dùng nha anh chị. Đó một lần nữa Trường Anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.